hôm thứ Sáu đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế COVID của họ, bao gồm rút ngắn thời gian cách ly 2 ngày đối với những người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm đối với khách du lịch trong nước, loại bỏ hình phạt đối với các hãng hàng không đưa hành khách bị nhiễm bệnh. Quy tắc mới nằm trong số 20 biện pháp được thông qua tại cuộc họp đầu tiên của cơ quan lãnh đạo hàng đầu mới của Đảng Cộng sản, cầm quyền vào thứ Năm, trong bối cảnh Trung Quốc cần có các biện pháp mới nhằm tối ưu hóa và cải thiện các chính sách kiểm soát COVID. Theo các quy định mới, việc cách ly đối với những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm COVID-19 sẽ cắt giảm xuống còn 5 ngày tại một địa điểm tập trung công cộng với 3 ngày tại nhà. Việc rút ngắn các quy tắc kiểm dịch tương tự đã được thực hiện đối với khách du lịch nội địa, theo các quy tắc sửa đổi mà Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã công bố trên trang web của mình. Việc tạm dừng các đường bay quốc tế do phát hiện hành khách bị nhiễm bệnh cũng được bãi bỏ, trong khi đối với hành khách nội địa, yêu cầu kiểm tra COVID-19 trước khi khởi hành được cắt giảm từ 2 lần xuống còn 1 lần trong 48 giờ. Ngay sau động thái mới này của chính phủ Trung Quốc, thị trường tài chính toàn cầu đã có nhiều biến động rất khó lường. Đồng đô la suy yếu vào sau đợt bán tháo mạnh qua mồng thứ 5 ngày 10 tháng 11 khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, làm tăng hy vọng thị trường với mức giá tiêu dùng đạt đỉnh có thể kiềm chế chiến dịch thắt chặt tiền tệ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng nhân dân tệ cũng tăng vọt trong thương mại châu Á vào buổi chiều sau khi cơ quan y tế Trung Quốc nới lỏng một số hạn chế COVID-19 nặng của nước này, bao gồm rút ngắn thời gian cách ly đối với những người tiếp xúc gần với ca bệnh và khách du lịch nội địa. Đồng nhân dân tệ trong nước tăng hơn 1% sau tin tức tích cực về chính sách COVID-19 của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi đồng nhân dân tệ nước ngoài chạm mức cao 7,0592 mỗi đô la, mức mạnh nhất trong hơn một tháng qua. Mo Seung-sim, chiến lược gia tiền tệ tại Bank of Singapore cho biết, đây là điều đã được dự báo sớm, nhưng thực tế là Trung Quốc đưa ra những chính sách sớm ngay sau đại hội đảng. Đó là một bước đi đúng hướng trong việc điều chỉnh chính sách Zero Covid. Đồng đô la Australia, vốn thường được sử dụng làm đại lý thanh khoản cho đồng nhân dân tệ, đã tăng 0,63% để chạm mức cao nhất trong 7 tuần mới là 0,6661 đô la Mỹ. Tương tự, đồng đô la New Zealand cũng ghi nhận mức cao nhất trong 2 tháng là 0,6040 đô la. Tin tức về COVID-19 của Trung Quốc đã làm tăng thêm lòng tin của các nhà đầu tư, với việc đồng đô la dường như đang suy yếu trong những nỗ lực thất bại của Mỹ nhằm kiềm chế lạm phát. Đồng euro đã mở rộng mức tăng 2% qua đêm và đẩy cao hơn mức tương đương lên 1.234 đô la, mức cao nhất kể từ tháng 8. Sim nói, có lẽ đây là một tin tức hoàn hảo về tin tốt cho Trung Quốc và xấu cho Hoa Kỳ khi việc tăng lãi suất và bơm thêm tiền vào nền kinh tế, làm cho giá cả leo thang, cộng thêm tình hình chính trị của đất nước cờ hoa trở nên khó đoán định với các nhà đầu tư. Nếu chiến dịch mở cửa lại của Trung Quốc thành công, điều đó có thể sẽ thúc đẩy một cuộc xoán ngôi lịch sử của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Khi ngày càng nhiều nhà đầu tư từ bỏ dự trữ đồng đô la, khi nó ngày càng ít tính ổn định, và giới tinh hoa Mỹ khó có thể chấp nhận được điều này.